Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với giải Tứ Hùng do VFTV tổ chức. Trước màn ảnh quý vị và các bạn chính là trận đấu giữa FC An Nhiên và FC Anh Em. Đối với các cầu thủ FC An Nhiên, họ sẽ ra sân với đội hình bao gồm Thế Quốc số 25, Duy Khương số 3, Hoàng Quân số 11, Đạt số 10, cùng Martinelli số 8, Trần Thân số 10 và Dũng CRM số 710. Còn các cầu thủ anh em họ sẽ ra sân với đội hình bao gồm thủ môn Hữu Hải số 4, Anh Tài số 25, Đình Đông số 12, Lâm Ly số 23, Đình Trường số 21, Đỗ Đức số 20 và Quang Lộc số 9. Trong hiệp thi đấu thứ nhất này thì các cầu thủ An Nhiên sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh quý vị các bạn với trang phục áo xanh nõn chuối, quần đen. Với các cầu thủ anh em họ sẽ ra sân với bên phía tay phải với trang phục áo đỏ quần đen. Và đây là cú sút của cầu thủ anh em. Họ là đội bóng được giao bóng trước trong hiệp thi đấu thứ nhất này. Vừa rồi đó là cú sút của Anh Tài. Ngay khi lập tức giao bóng thì cầu thủ bên phía anh em đã có một đòn đánh phủ đầu đối với cầu thủ An Nhiên. Nên cú sút lại đi thiếu chính xác. Tranh chấp rất quyết liệt. Đây là Lâm Ly. Đình Đông chưa đến được vị trí của đồng đội. Cầu thủ An Nhiên đã có thể thu hồi lại được trái bóng. Tranh chấp trên không, bóng vẫn ở trong cuộc. Giữ bóng rất tốt. Ngay lập tức đó là hai cầu thủ bên phía FC anh em vây giáp. Cú sút xa ngay lập tức đã bị ngăn chặn. Một đường phất bóng dài lên phía trên không thành công. Ngay ở những phút thi đấu đầu tiên thì cả hai đội đã cho thấy được quyết tâm chiến thắng của mình.
hai đều đang tranh chấp rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Đó sẽ là một tình huống đá biên dành cho cao thủ An Nhiên. Và ngay lập tức đó là một tình huống đá phạt góc. Và người sẽ thực hiện tình huống đá phạt góc này đó chính là Hoàng Quân. Đây rất có thể sẽ là một tình huống nguy hiểm với khung thành của cao thủ anh em. Đường căng ngang. Một tình huống phối hợp rất nguy hiểm của cao thủ bên phía An Nhiên. Và suýt chút nữa họ đã có cơ hội mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài xác định không có lỗi. Sẽ có tình huống đá biên tiếp theo dành cho cao thủ bên phía An Nhiên. Phối hợp rất hay. Côi không vào. Sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc dành cho cao thủ bên phía An Nhiên. Một tình huống phối hợp rất hay của hai cầu thủ áo xanh. Và phải có sự xuất sắc của thủ thành bên phía anh em, cộng một chút may mắn thì mảnh lưới bên phía cao thủ áo đỏ mới không bị rung lên. Lần này người đứng trước bóng đang là cầu thủ mang áo số 10. Côi! Bóng đã đi hết đường biên ngang. Những phút thi đấu đầu tiên đang cho thấy được những pha tấn công hiệu quả của cao thủ áo xanh. Cả hai tình huống tấn công đó đều dẫn tới từ những tình huống đá phạt góc. Bóng vẫn thuộc về với cao thủ áo đỏ. Và triển khai bóng nhanh hơn. Ngay lập tức thủ môn bên phía cao thủ An Nhiên đã bắt gọn được trái bóng. Và phá đầu tốt. Đánh đầu. Rất nhiều tình huống tranh chấp trên không được cả hai đội tạo ra. Đã có tình huống phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 25 Anh Tài. Bóng vẫn ở trong sân. Đường lên bóng dành cho cầu thủ áo xanh. Vẫn còn Hoàng Quân. Hùng Martinelli đã bị theo kèm nhưng vẫn là cầu thủ bên phía An Nhiên. Cao thủ bên phía anh em cũng cho thấy mình không phải giọng vừa, thì những tình huống áp sát của họ đang cho thấy được sự hiệu quả. Sẽ là một tiếng đá biên dành cho cao thủ anh em. Và bóng chủ động. Lần này sẽ là đường lên bóng dành cho cao thủ An Nhiên. Qua người. Ngay lập tức đó là một tiếng phá bóng an toàn. Chuyền sai địa chỉ của thủ môn. Bóng vẫn thuộc về các cầu thủ bên phía An Nhiên. Thế Quốc. Phát bóng Thế Quốc. Chấn thân. Ngay lập tức đó là pha thu hồi bóng của cao thủ áo đỏ. Qua hai người. Anh Tài. Chống biên rất hay. Côi, ngay lập tức đó là một tình huống sạc bóng rất tốt của Duy Khương. Xít chút nữa đã có một cơ hội rõ rệt được tạo ra bởi cao thủ anh em. Chỉ có một tình huống đá biên dành cho. Hùng Martinelli là người đã cản phá được tình huống bóng. Tài. Bóng vẫn ở trong cuộc sau tình huống phá bóng của Hùng Martinelli. Vẫn là cầu thủ mang số 25. Rất tốt. Anh vẫn có thể giữ được bóng trong tình huống vừa rồi. Trọng tài xác định sẽ có tình huống đá phạt góc dành cho cao thủ áo đỏ.
người đứng trước bóng đang là Lâm Ly. Giờ chúng ta sẽ xem những tình huống đáp trả bằng tình huống phạt góc của cầu thủ anh em. Tuy nhiên đường chuyền này đã đi hơi bổng so với đồng đội. Lại là một tình huống phất bóng tốt của Thế Quốc. Mất bóng rất nguy hiểm. Ngay lập tức đó sự chủ động của hàng phòng ngự bên phía cầu thủ anh em. Đảo cánh rất tốt. Đây là Đình Đông. Sút ra. Cú sút không có gì nguy hiểm cả của cầu thủ mạo số 12. Đã có tình huống cao chân. Trọng tài xác định sẽ là tình huống đá phạt dành cho cầu thủ An Nhiên. Người đứng trước bóng đang là đội trưởng Hùng Martinelli. Sẽ là đường phối hợp, tuy nhiên đã bị bắt bài đường phản công. Bóng vẫn còn, sút ra. Cú sút vừa rồi lại đi không trúng tâm bóng của cầu thủ mang áo số 25. Khá đáng tiếc dành cho FC anh em. Thì đó là một tình huống có thể phản công tốt. Tiếp tục là một tình huống phất bóng dài của thủ thành Thế Quốc. Của Martinelli đã để bị mất bóng. Liệu cao thủ anh em có thể tận dụng được cơ hội này hay không? Anh Tài vẫn là cầu thủ mạo số 25. Trọng tài xác định bóng vẫn ở trong sân. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Lại là một cú sút ra. Thế Quốc. Vừa rồi là một tiếng phá đầu tốt của cầu thủ mang áo số 21 Đình Trường. Sau những phút thi đấu đầu tiên có phần đôi công thì cả hai đội đang dần thi đấu chậm lại. Sẽ có nhiều tình huống tranh chấp tuyến 2 hơn giữa các cầu thủ. Tài. Đình Đông. Lại là một tình huống treo bóng hơi bổng của cầu thủ mang áo số 12. Trọng tài xác định bóng đã chạm tay của một cầu thủ áo xanh. Sẽ là tình huống đá phạt lên dành cho cầu thủ anh em. Vẫn là cầu thủ mang số 25. Ngay lập tức đó là tình huống cắt bóng chủ động của Duy Khương. Đã có tình huống chạm tay của cầu thủ hậu vệ bên phía cao thủ anh em. Và đây sẽ là tình huống đá phạt vô cùng nguy hiểm dành cho FC An Nhiên. Rất có thể đây sẽ là món quà mà cao thủ bên phía anh em ban tặng dành cho cao thủ An Nhiên. Người đứng trước bóng đang là số 10 Trần Thân.
đang rất bí bách ở trong tình huống phối hợp. Đến vị trí Hùng Martinelli, nhưng ngay lập tức đó là một bóng áo đỏ đã áp sát thành công. Sẽ là tình huống đá biên dành cho cao thủ áo xanh. Đánh đầu, một tình huống bóng hơi bổng dành cho cầu thủ màu số 710 của FC An Nhiên. Martinelli xoay sở giữa hai cầu thủ áo anh em. Trọng tài xác định chưa có lỗi, tuy nhiên sẽ có tình huống đá biên dành cho cao thủ áo đỏ. Gần 15 phút thi đấu trôi qua, tỷ số vẫn đang là không đều. Trận thi đấu rất giằng co trong trận mở màn Cúp Tứ Hùng của chúng ta. Trọng tài xác định sẽ làm tiếng phát bóng lên dành cho cầu thủ An Nhiên. Quả người tốt. Đây sẽ là tiếng phản công chân thân. Căng vào. Vẫn chưa có điểm cắt trong tình huống vừa rồi, và đây sẽ là tiếng phản công dành cho cao thủ bên phía anh em. Nhưng ngay lập tức đó là pha lùi về phòng ngự rất hay của cao thủ An Nhiên. Lại là một tình huống chạm tay nữa của cao thủ anh em. Lần này người bị chạm tay đó là Quang Lộc. Với đứa chuyền bóng là Hoàng Quân. Một đường chuyền chưa đến đúng địa chỉ của Hoàng Quân. Anh Tài. Sẽ lại là một tình huống đá biên nữa dành cho cao thủ bên phía áo xanh. Đánh đầu. Một pha lao ra rất kịp thời của thủ thành bên phía anh em. Đó là pha lao ra của thủ thành Hữu Hải. Pha bắt bóng. Một pha lao ra rất an toàn. Đấy, cháu đang là Hoàng Quân. Bóng vẫn ở trong cuộc. Viên trọng tài đã xác định sẽ có tình huống đá biên dành cho cầu thủ anh em. Coi! Đó là một tình huống hãm thành của cao thủ anh em, và suýt chút nữa họ đã có cho mình được bàn thắng. Trọng tài xác định sẽ là một tiếng đá lên dành cho cầu thủ An Nhiên. Và súng hữu độ rất tốt, và đã có tình huống kéo tay đối với một cầu thủ áo xanh. Lần này người đến trước bóng vẫn là đội trưởng Hùng Martinelli. Sẽ là đường truyền về khi khoảng cách xuất phạt vẫn là hơi xa. Đường lên bóng dành cho cầu thủ anh em. Không qua được Hùng Martinelli. Vẫn là cầu thủ ma số 8. Đã để bị mất bóng. Ngay lập tức đó là những bóng áo xanh áp sát. Và vừa rồi đó là một tình huống kéo người của cao thủ An Nhiên. Và sẽ có một tình huống đá phạt dành cho cao thủ anh em, nhưng về phía tay phải khung thành của cao thủ áo xanh. Sẽ là một tiếng đá phạt vô cùng nguy hiểm. Người đứng trước bóng đang là anh Tài. Sút bóng. Tình huống sút bóng hướng về phía cầu môn của cao thủ An Nhiên. Thì đó là một cú sút hơi mạnh.
phá tranh chấp tốt. Trọng tài xác định bóng sẽ thuộc về với cầu thủ anh em. Bóng vẫn quay về vị trí với cầu thủ áo đỏ. Để Lâm Ly chéo bóng rất hay. Cầu thủ bên phía anh em đang khiếu nại đã có tình huống chạm tay của một cầu thủ An Nhiên, tuy nhiên trận đấu vẫn được tiếp tục. Người đứng trước bóng đang là Quang Lộc, sẽ tiếp tục là một tiếng đá biên nữa dành cho cầu thủ anh em. Cú phất bóng dài. Trọng tài đã cho lợi thế với cầu thủ An Nhiên. Anh Tài vẫn là cầu thủ mang số 25. Trọng tài xác định bóng sẽ thuộc về với cầu thủ áo xanh. Vừa rồi đó tình huống chuyền khó đến vị trí của Martinelli. Tuy nhiên cầu thủ mang số 8 vẫn đã có thể xử lý được tình huống vừa rồi và sẽ có tình huống đá phạt dành cho cầu thủ áo xanh. Với việc đội thắng trong trận đấu này sẽ tiến vào trận chung kết của giải bóng đá tứ hùng, thì cầu thủ bên phía cả hai đội đều đang có những tình huống thi đấu vô cùng giằng co và quyết liệt. Đánh đầu. Một đường đỡ bóng sai nhịp nhưng vẫn là cầu thủ bên phía SC anh em. Trọng tài xác định sẽ là tình huống đá biên dành cho cầu thủ bên phía SC anh em. Đánh đầu. Đây sẽ là một pha phản công dành cho cầu thủ An Nhiên. Tuy nhiên quá ít cái bóng áo xanh để có thể tiếp ứng được trong tình huống này. Duy Khương vẫn là cầu thủ mang số 3, đã có đường chuyền ý đồ vào bên trong nhưng đây sẽ là tiếng phản công. Anh Tài đã có tiếng đẩy sau với cầu thủ mang số 25. Đánh đầu. Một tiếng đá phạt nhanh của cầu thủ anh em, tuy nhiên họ vẫn chưa thể tận dụng được thành công. Trọng tài xác định sẽ có tình huống đá phạt góc dành cho cầu thủ An Nhiên và đây rất có thể sẽ là tình huống cuối cùng ở trong hiệp thi đấu này. Căng ngang, đó là một tình huống bắt bóng gọn của thủ thành Hữu Hải. Chéo bóng. Côi. Vừa rồi đó là một tiếng nỗ lực sút bóng của cầu thủ Dũng CRM. Và ngay lập tức đó là tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất của trọng tài. Tỷ số là không đều. Quý vị và các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình bởi tiếp sau đây sẽ là hiệp thi đấu thứ hai.
đi em, đổi sân đi. Vậy là tiếng còi bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai, trọng tài đã được vang lên. Trong hiệp thi đấu thứ hai này thì cao thủ bên phía An Nhiên sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải quý vị các bạn với trang phục áo xanh nõn chuối, quần đen. Đối với cao thủ Anh Em, họ sẽ bảo vệ bên phía tay trái màn hình quý các bạn. Và đây là đường lên bóng dành cho cao thủ Anh Em. Tỷ số ở hiệp thi nhất là không đều. Một hiệp thi đấu vô cùng giằng co của cả hai đội. Chưa có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của cả hai bên được tạo ra. Trần Thân không qua được người. Vẫn là cầu thủ màu số 10. Ngay lập tức đó là một tình huống áp sát. Trọng tài xác định đã có tình huống đã phạm lỗi. Cầu thủ áo xanh sẽ là đội bóng được thực hiện quyền đá phạt. Và người đứng chơi bóng lại một lần nữa đó là Hùng Martinelli. Chéo bóng. Bóng lập bập, sút xa. Một tiếng bắt bóng không tốt của thủ thành Hữu Hải và suýt chút nữa thì các cầu thủ bên phía An Nhiên đã có thể có cơ hội mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Tình huống bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc. Lâm Ly rất chống trái. Thôi, trọng tài xác định không có tình huống đá phạm lỗi của cao thủ An Nhiên, sẽ chỉ có tình huống đá biên dành cho cao thủ áo đỏ. Pha lăn xả tốt của Duy Khương. Sút bóng. Thôi, ngay lập tức đó là tình huống cản phá bóng tốt của Hùng Martinelli. Thủ ma số 8 vẫn đang cho thấy được tố chất thủ lĩnh của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Duy Khương không đến được vị trí của đồng đội. Ngay lập tức đó là tình huống thu hồi bóng của cao thủ áo đỏ. Quá người hay, đã qua được Hùng Martinelli. Ngay lập tức đó là tình huống lùi về phòng ngự quá nhanh của cầu thủ ma số 8. Tại sao đã có tình huống phạm lỗi? Chúng ta có thể thấy đây là một trận đấu chất quyết liệt vô cùng cao. Rất nhiều tình huống phạm lỗi được cả hai đã tạo ra. Nếu có một bàn thắng thôi thì nút thắt của trận đấu sẽ được cởi mở. Cả hai đội sẽ thi đấu thông thoáng hơn nếu như có bàn thắng được tạo ra.
Như vậy cầu thủ Mao số 28 sẽ được tung vào sân bên phía cầu thủ An Nhiên. Người dưới sân đó là Hoàng Quân. Đó là anh Tài. Chuyền ngắn được cao thủ bên phía anh em tạo ra, kéo giãn hàng phòng ngự của cao thủ An Nhiên. Pha làm tường tốt. Martinelli tránh chấp rất quyết liệt. Hiện trọng tài xác định không có định huống phạm lỗi trong tình huống vừa rồi. Tiếng chủ động của cầu thủ Mao số 12. Và đây là cơ hội. Ngay lập tức đó là ba bóng áo xanh áp sát. Đã có tình huống chơi xấu của một cầu thủ bên phía An Nhiên và sẽ có tình huống đá phạt dành cho cao thủ anh em. Và ngay lập tức đó là một tấm thẻ vàng đối với cầu thủ Mao số 10, Lam Trường. Người đến trước bóng là anh Tài. Sút bóng. Tiếng sút bóng thiếu chính xác của cầu thủ Mao số 25. Vừa rồi là một tiếng chạm tay của cao thủ An Nhiên. Bóng quay về tầm kiểm soát của cao thủ anh em. Sút bóng. Tiếng hướng bóng về phía cột 2. Cầu thủ Mao số 23 Lâm Ly. Trên đường chuyền vừa rồi lại đi hơi bổng. Trọng tài xác định không có lỗi và đây sẽ là đường phản công dành cho cầu thủ anh em. Tuy nhiên đường chuyền vừa rồi lại đi thiếu chính xác. Vẫn chưa có một cơ hội nào rõ rệt được cả hai đội tạo ra trong trận đấu ngày hôm nay. Tốt, đây là anh Tài. Một đường chuyền có ý đồ, tuy nhiên đó là một đường chuyền hơi mạnh đến vị trí của Lâm Ly. Đúng CRM. Một đường đảo cánh tốt. Sút bóng. Tình huống sút bóng ở ngay khu vực giữa sân của cao thủ An Nhiên. Tiền đường bóng vẫn là quá nhẹ. Đánh đầu. Tiếng đánh đầu của cao thủ An Nhiên, tuy nhiên bóng vẫn chưa hướng về mục tiêu. Lại làm tiếng phất bóng nữa. Quá nhiều tiếng phất bóng được cả hai đội tạo ra. Tuy nhiên độ chính xác đang là không cao. Lên bóng dành cho cao thủ anh em Lâm Ly. Nguy hiểm. Sút bóng không thành công. Đây sẽ là tiếng phản công.
Vừa rồi đó là một tình huống tổ chức tấn công tốt của cao thủ anh em. Tuy nhiên cao thủ bên phía An Nhiên vẫn cho thấy mình là đội bóng phòng thủ tốt. Bóng quay về tầm kiểm soát của cầu thủ An Nhiên. Bóng đã được phá ra. Chủ động của cao thủ anh em. Đình Đông. Lại là một tình huống chủ động của cao thủ An Nhiên. Sẽ là tình huống phản công, tuy nhiên đường chuyền lại đi quá tầm đồng đội rồi. Đình Đông. Như vậy bên phía cao thủ anh em sẽ có sự thay đổi người. Quang Lộc sẽ được rút ra khỏi sân. Cơ hội lên bóng dành cho cao thủ anh em. Anh Tài. Rút ra. Đó là cú sút xa của cầu thủ mang áo số 12 Đình Đông. Ngay lập tức đó là một pha băng cắt của cầu thủ mang áo số 7. Tưởng chừng như cao thủ bên phía áo xanh có thể thu hồi được trái bóng. Đấu của chúng ta sẽ quay trở lại. Duy Khương đã lên bóng của Dũng CRM. Đường chuyền lại đi quá tầm của Tuấn Anh.
tài xác định sẽ có tình huống đá biên dành cho cao thủ bên phía FC Anh Em. Chéo bóng, vẫn chưa có gì là nguy hiểm cả với khung thành của thủ thành Thế Quốc. Nút thắt của trận đấu vẫn chưa được cởi. Hai đội vẫn chơi vô cùng giằng co ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên những tình huống có thể áp sát khung thành của cả hai bên thì lại chưa có nhiều. Chéo bóng, vẫn là những tình huống chéo bóng khó được cả hai đội tạo ra. Và phất bóng của thủ thành Thế Quốc. Cao thủ An Nhiên đang ngay lập tức áp sát và họ đã có thể cướp bóng thành công. Duy Khương được chuyền hay, côi đó có thể coi là cơ hội nguy hiểm nhất trong trận đấu này. Thì thủ thành bên phía cao thủ Anh Em vẫn bắt bóng chính xác. Cú sút của tiền đạo bên phía An Nhiên là đi hơi nhẹ. Tiếp tục là tình huống treo bóng nữa. Lần này thủ thành bên phía cao thủ An Nhiên cần đấm bóng ra. Bóng vẫn ở trong sân. Cơ hội. Đây sẽ là đường lên bóng dành cho cao thủ Anh Em, một pha bứt tốc rất tốt và đã có tình huống kéo người. Đường lên bóng của cao thủ Anh Em, tuy nhiên tiếng còi của trọng tài yêu cầu thực hiện lại tình huống đá phạt vừa rồi. Chéo bóng, đánh đầu. Tiếp tục sẽ là tình huống treo bóng nữa của cao thủ Anh Em. Đình Đông. Anh Tài. Hai cầu thủ áo xanh áp sát, tuy nhiên anh Tài vẫn có thể thoát được trong pha bóng vừa rồi. Pha làm tường rất hay. Ngay lập tức đó là pha thu hồi bóng của Hùng Martinelli. Duy Khương.
rất khỏe. Đường truyền của Duy Khương lại đi hơi sửa lưng đồng đội. Hiệp thi đấu thứ hai của chúng ta đã đi vào những phút thi đấu cuối cùng, tuy nhiên tỷ số vẫn đang là không đều. Đấy sẽ là tình huống phản công. Một tình huống phản công không thành công của cao thủ An Nhiên. Tuy nhiên họ sẽ được tình huống đá phạt này. Người đứng trước bóng đang là cầu thủ mà số 10 Lam Trường. Của Martinelli. Vẫn là cầu thủ mà số 8. Và chủ động của Duy Khương. Thì trọng tài xác định bóng sẽ thuộc về với cầu thủ anh em. Và đưa bóng vào tốt. Tuy nhiên vẫn chưa có thể có một cầu thủ nào tiếp ứng trong pha bóng vừa rồi. Sút bóng. Vừa rồi đó là tiếng bắt vô lê của cầu thủ mang áo số 710. Tuy nhiên bóng vẫn đi khá thiếu chính xác trong tình huống vừa rồi. Pha chủ động tốt. Đây sẽ là đường phản công của các thủ anh em. Liệu họ có thể tận dụng được tình huống này hay không? Một pha xuống biên. Tuy nhiên đó là một tiếng đỡ bóng không hề tốt của cầu thủ mã số 22. Martinelli đã đến được vị trí của đồng đội. Một pha phối hợp rất nhanh của cao thủ áo xanh. Một pha để mất bóng nguy hiểm. Tuy nhiên ngay lập tức đó là tình huống sửa lỗi của cầu thủ mang áo số 25. Đây là những phút thi đấu vô cùng nhạy cảm trên trận đấu này. Chỉ cần một bàn thắng xuất hiện thôi thì chúng ta có thể biết được đội bóng nào sẽ vào đến chung kết của giải Tứ Hùng. Là cầu thủ mang áo 710. Có đến hai cầu thủ anh em áp sát trong tình huống vừa rồi. Richard. Goal! Ngay lập tức đó là một tiếng phá bóng mạnh của thủ thành. Và như vậy là hai hiệp thi đấu chính thức của chúng ta đã được kết thúc. Ta cùng tiến tới với loạt luân lưu để xác định ai sẽ vào chung kết trong giải bóng đá Tứ Hùng VFTV này.
chúng ta cùng trở lại với loạt luân lưu giữa cao thủ anh em và FC An Nhiên. Trong lượt thi đấu thứ nhất thì cao thủ bên phía FC anh em sẽ là đội sút bóng trước. Người đứng trước bóng đang là cầu thủ ma số 21. Sẽ rất áp lực cho những tình huống đá pen đầu tiên. Người đứng trước bóng là Đinh Trường. Sút bóng! Một tình huống sút bóng rất chính xác của cầu thủ ma số 21. Tỷ số là 1-0, tạm thời nghiêng về với cao thủ anh em. Tiếp sau đây sẽ là loạt sút của cao thủ An Nhiên với lượt sút của đội trưởng Hùng Martin Lily. Áp lực là rất lớn với cầu thủ ma số 8. Rất hay, không có gì là một tình huống sút bóng về phía góc xa của Hùng Martin Lily và tỷ số được quân mình 1-1. Một tình huống sút bóng không có gì là khó khăn với Hùng Martin Lily. Tiếp theo sẽ là anh Tài với loạt sút thứ hai. Sút bóng một lại là một tình huống sút bóng rất căng của cầu thủ ma số 25. Tỷ số được nâng lên 2-1. Tiếp sau đây sẽ là cầu thủ ma số 710 Dũng CRM. Đã bị cản phá trong tình huống vừa rồi. Một pha bắt bóng rất tốt của thủ thành Hữu Hải. Lần này thì chính Hùng Martin Lê, đội trưởng của cao thủ bên phía FC An Nhiên sẽ là người đứng trong khung thành. Người đứng trước bóng đang là cầu thủ ma số 7. Sút bóng! Lại là một tình huống sút bóng chính xác nữa. Và như vậy, trận đấu của chúng ta đã kết thúc. Sẽ chỉ có 3 lượt sút trong loạt luân lưu. Và chúc mừng cao thủ FC anh em đã tiến vào trận chung kết.